gia trồng mấy cái hoa. À, tức là nhiều hoa quả quá mà người ta không có. Cái này nó là công trình không đầy đủ. Tất cả những cây này là cây xoài. Mua cây này hơn 2 tỷ. Cái cây này mà hơn 2 tỷ. Không biết gì đâu anh. Ừ, đúng là không biết gì. Cây hoa sữa nó đẹp. Thấy rồi. Đúng rồi, hoa sữa đẹp như này. Đây, những cái tiện ích ở trong này riêng của bọn em này. Nghiêm, ten nít, người nơi được tập nghiêm, tất cả mọi người. Cái này là có gái đi dắt đi chơi tối thích. Đây toàn nhà riêng của người ta, dinh thự của người ta, khu vực bên này. Rừng này, này thiên nhiên này. Không cứ nói đúng thiên nhiên này xuống. Ừ. Trong này đấy nó mưa lắng nhất là nó giảm được nhiều độ đấy. Đấy đúng rồi. Cầu lông nó nước ra trời. Cả dãy này là xoài. Xoài đầy cả. À. Này khu nhà nguyên chưa có gì, chưa có trồng cây. Đây là chỉ bọn em hơn chục năm rồi. Khu đầu tiên cây toàn cây to, cây đẹp. Đây này là mới tặng cái đâu về. Nó hàng chục năm rồi. Đây này xoài thì có chú chịt như này. Trước mặt mình. Ừ đúng rồi, những quả xoài rất to này. Tí anh thích là ra đây hái thoải mái. Cái như của ai mà giả hái? Đây là toàn nhà bạn em hết. À. Nhà này là nhà thằng rất thân với cảnh. À. Đây xoài và chú chít hết cả. Ở đây đó là không gian mở. Nhà không có cổng. Cổng đây là nhiều nhà nó về phong thủy nó làm. Chủ đầu tư nó thiết kế nó không cổng. Không mở rào. Không mở rào. Không phải đóng cổng. Đây, xoài đây này, lấy quả này thích là lấy. Ừ. Trước này này, tí hái cây trước kìa, thoải mái. Ừ. Sạch thích. Ngon lắm anh ạ. Thích quá, anh gì không thích. Ừ, có ô tô quay. Rồi. Thoải mái, rồi khế, xoài, mít. Ừ. Nhiều, đồ có ra. Đâu nhà mình đâu? Đây nhà em thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cây cảnh của vườn cảnh ở Dũng Nghệ có mắc. Chúng ta thử xem một cái phôi xem có tiềm năng hay không, bởi vì là xem phôi thì mọi người có thể đoán ra được là trình độ và đẳng cấp người chơi. Ông Trường ơi, xem một cây phôi này thế nào, theo bác cái cây phôi này thế nào, theo bác một cái cây phôi này là như thế nào? Cây ác rất nhiều đầu. Ừ, Nam Điền. Ừ. Cây này mà cũng quái gì. Ừ, rất là quái. Cảnh sao? Cảnh này ông dựng như nào? À, cũng đã sắp sửa được, hoàn thành. Cái này giờ mà cắt bông mới là được. À, ừ. Sắp hoàn thành. Sắp hoàn thành rồi. Ừ. Thì nó làm hết rồi, giờ cắt tỉa đi là chưa tặng. Đấy, nó để luột là như thế này anh ạ. À. Ừ. Nó không có đục phá. Nhiều anh nó lạm dụng quá đục phá. Đây không thấy đục phá. Đây thế này nó mới là được. Ừ. Chứ giờ chỗ như cái chỗ Lâm Ngọc Vinh nó khoét, nó đục, nó can thiệp thô bằng thôi quá. Đây để rất là tự nhiên. Ừ. Cái cây này thế nào? Ừ. Gọi là cây củ rừng. Ừ, cây củ rừng. Như vậy là hiện tại các cái vết là rất là lì động nhỉ. Thu vào là xong đấy. Ừ, thu vào là xong. Thu vào là xong rồi. À.
thấy rằng là các cái cành cũng rất đặc biệt, các nét đường đi của cành. Đi đúng rồi, khả năng em khoái con này hơn. Lại còn khoái con đấy á. Cái lúc mới vào con này là em mình thì đương thích cây này. Cho nên là đây con này được gọi là con củ gừng. Đây mới là củ gừng cái gì phải? Ờ, xem con củ gừng này thì mình lại thấy là đẹp, mà Hiệp Ly thì nó lại bảo là cái cây kia là cây đẹp. Nó đang mùa ấy. Cái cho nó lên cái này bằng cái nuôi. Nào, thử xem cái cây này. Ô, nó mọc lên đấy. Không, quan đỗ mọc nhiều nó tẹn. Hiệp ơi. Hiệp thích cái cây này, đó là ngũ lão à? Cây này hình như ngũ lão đúng không? Ngũ lão là cái thế do chủ người đặt. Ừ, do đặt. Đây là 5 năm cây phải không? Chảy ra như nhựa đường. Có phải 5 thân không? 1, 2, 3. Đây rồi. Bé thì nó bắt buộc ở trên nó lại. Như kiểu uống nước đã xong giá trị nó có đáng bao nhiêu đâu. Như kiểu là. Đổi khủng. Nếu để được như này. Đang xem nó khủng khiếp quá, nhưng chưa muốn về. Cái này trông khủng khiếp. Ồ, Dũng ơi, cái xanh này là xanh gì nhỉ? Lá này. Con này là xanh quê. Ừ. Quê lá đẹp. Ừ, xanh quê lá đẹp chứ không phải là Lam Điền. Chưa bên này Lam Điền. Ừ, con này Lam Điền thì chết tiền hả? Chưa bao giờ gặp được. Quê nhưng mà da vàng. Ừ, quê da vàng nên làm sao mà. Nhiều người nhầm tưởng ấy. Lá quê. Nhầm với cái gì? Đây Lam Điền. Đâu? Ngầm nào Lam Điền. Có phải lá này là. Cái thực vật lá đi là tối người. Lá này là em mới. Mới bỏ cái mái ra. Không, đâu bỏ vặt lá lên, đang nói ra. Con này mà lá thật của nó rất đẹp, nhưng mình mới bỏ cái lưới ấy, hai lớp lưới thì là nó hơi bị cớm, lá nó hơi dài ra. Còn anh nhìn chỉ cần cái dăm này và cái khi nó ra mà nó lại được cái mập cái đầu thì nó là con xanh quê. Như anh còn thoát nước kém sao? Vẫn nguyên si của nó. Đất cũng rất là bẩn thỉu. Thay cái chậu đấy, chậu đâu, nếu chậu nuôi thì anh đừng làm chậu đấy. Không, chậu này chỉ là chậu nuôi. Ăn cho ăn nhiều sâu, anh sẽ tích. Tức là nhá, ý tưởng của anh nhá, cái chậu của chú là làm tích tới đây. Cái gốc cũng ác lắm. Nhưng mà cao cao hơn nữa, cao tầm 40. Không, cái bên cây nó to như một con núi vậy. Thì ba khoang thôi. Thì cái này anh không phải đá nữa, thì anh chỉ đắp cái đất thịt này, anh chỉ đắp thế này. Ừ. Lớp đó này thôi, nó hang hốc này thôi. Sơn nông vệ tí nữa nhỉ. Cái này rót ngọn lên để tặng nhỏ xíu nhỉ. Ngon, cũng vót rồi phải. Cũng vút rồi hả? Ký đây nó, ký thế nào con này, ký con này vòng bềnh lên nó chết. Cái đất này này. Nó cao quá, chen tức một tí thì. Hay này là đấy, làm đắp cái rơi vào. Cài được cũng được. Cài thêm tí được cài, chứ còn nếu mà lớp lên thì ngon là trái lắm. Đắp đất được, đắp đất được, tạo rêu được. Trên cao cây thường ở đây bán bao nhiêu? Nó hơn triệu thôi anh ạ. Cái chỗ này. Cái trắng đấy. Không? Con này thế nào hả thằng em? Dạ. Em thấy con này nè. Chỉ một từ là đẹp thôi. Con này lùn thế này thì quá. Mua mới mua. Thích lâu lắm. Mua là mua từ lâu rồi chưa? Con này em mua của anh trong phố cổ. Là bao tiền? Con này là cũng vài chục anh. Ừ, tất nhiên con này. Ừ, rồi. Dằm dằm này. Đúng rồi, con đấy đâu mua ba mấy chục. Như đầu ruối, như răm ruối. Mua mấy chục con này? 25 triệu ạ. Ui dồi, thế thì mẹ quá ngon. Của em anh cuốn phố cổ ấy. Mua vào 25 triệu này có mà chết toi rồi. Nếu mà cây... Hiệp ơi, cây này hình như là cây hạt à? Lam Điền hạt à? Chắc không phải. Sao thế không phải? Có phải Lam Điền hạt à? Không phải hạt đâu. Thế nó là thanh đa? Đây là ngày xưa cắt ở một cái ngọn nào ra. Cháu cảm giác nếu như thế. Đây là Lam Điền hay thanh đa? Đây xanh quê rồi. Ừ, xanh quê. Nhưng mà lá rất đẹp nhá. Đây lá rất đẹp, đây cây này cũng thế này. Cây này như là cây hạt. Bởi vì nhiều khi là Lam Điền nó lai với xanh quê. Chứ như là mình không khẳng định 100%. Đây con phôi này quá đẹp này. Đây là chọn được nhiều phôi đẹp. Tinh cây đẹp. Con này chọn tinh cây đẹp. Dục thì phải nửa tiếng. Sao mà đi có thể là quá 15 phút được. Thật, kể cả ký đá. Anh ở này lên là ký đá mới đục là nó để sửa lỗi. Cái con này. Còn nếu mà nguyên chất mà đẹp thì chọn toàn phôi đẹp. Chọn phôi đẹp. Sâu nha. Có tuổi, tăng lên có tuổi. Đây là
anh đang chủ động anh nuôi những con thôi đây. Những cái này chính là tiếp tục rụt vào. Có mấy cái tay này làm hợp lý phết nhỉ. Cây ba thân này quá đẹp. Tay làm hợp lý phết nhỉ. Vui xuống tí như này. Cây ba thân này quá đẹp luôn rồi nhỉ. Chậu có cái này mới mua là lâu chưa? Em vừa lấy của anh Long. Cảm giác không? Đây vừa mới lấy mấy chục đây chứ phải? Vâng. Mấy chục chưa đến trăm. Chưa đến trăm. Cây noát thằng tre. Cây này nó bệ nó hơi gì đấy một tí. Hoàn thiện rồi nhưng cái bệ nó. Mưa rồi. Cây lúc nào nó cứ già. Cây quá già. Nếu mà mình không làm được cái độ già đâu. Cây tầm mini tầm trung thì toàn như thế này bẹ như này nữa. Toàn thôi. Này, cái đấy không được xong rồi. Già rồi. Cái này thân được làm biển, lưỡi bá, lưỡi nước, thả nước, già. Toàn phơi đẹp việc ạ. Toàn phơi đẹp. Bác giờ mới đến đẻ. Ừ, bác đã mấy lần hẹn nhưng bác chưa đến lần nào. Nó hẹn nhưng mà chưa lần nào đến. Mình không làm nổi đó. Đó là về già thì mình không làm được rồi. Già thì nó phải do thời gian. Chỉ có làm được tí tán chắc thôi chứ. Bệ làm thế nào được. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mình có kệ. Vâng, đi chơi sao cũng vội thế, giờ mới có 2 giờ, từ từ cái đã. Đang mê cái này anh. Đang mê cây. Về ngay giờ đây. Con đã lên xe rồi á. Vâng, chào chị. Lên đi đón cổng ơi, cô bác, bảo thế. Bảo ra cổng ơi, cô bác. Không thì cứ về trước đi. Nhìn bùa. Thời tiết thì mưa. Đường quay trong mưa. Rất là gai. Mấy những cây lùn lực như thế này. Đi chơi. Rất đẹp. Đấy, những cây khô. Đây tác phẩm Gao đi thi đây phải không? Vâng. Một tác phẩm đã đi Văn Giang. Có 3 đến 5 bông rất đẹp. Mà các bạn đã được ngắm nó. Bao giờ chưa đến tháng 3 này. Hoa gạo rụng xuống thì cha vừng. Cây kia ngoài kia có phải cây thi không bác? Cẩm thi không? Phải rồi. Thi hạt đấy. Thi hạt đấy cẩm thi. À cây này là cây thi luôn à? Thi luôn đấy. Quả rũ rượi nhá. Thi hạt. Thi hạt. Thi hạt luôn. Thì xem cây thế nào. Đây không có đường ra nên tôi lại quay ra. Cái này thì nó không vào cảnh nó hơi khó. Ngoài là có bất rộng quán lên. Hả? Bất rộng quán lên. Còn đẹp quá nhỉ. Yeah. Còn này cốt đủ. Tuyệt tạ. Còn này đẹp. Nó đổ thêm một tí này. Hơi đổ một tí nữa. Còn này quá đẹp. Nói chung là phôi của chú. Còn hai phần này anh thấy. Biết rồi, anh thấy phôi của chú là đẹp. Phần. Chọn phôi rất là đẹp. Mà hai là những cái cây bé như này rất hợp lý. Chỉ có mấy chục triệu rất hợp lý. Đi chơi chắc là rất là phân lợi. Đấy, trong một hoàn cảnh trời mưa. Cho nên là cũng không làm được bao nhiêu. Và tôi chỉ quay lướt như thế một số cây của Dũng Ecomark. Tôi tạm gọi là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.